Chào mọi người, ở đây là thị xã Cửa Lò vào một buổi chiều. Tòa nhà này là khách sạn Summer, khách sạn mùa hè. Khách sạn mùa hè. Đây là khách sạn Sơn Thảo này. Khách sạn này là Blue Way Hotel. Khách sạn có những cái đèn LED ấy. Blue Way Hotel là khách sạn sóng xanh. Đây có cái xe du lịch. Còn bên này là khách sạn xanh, khách sạn có từ lâu đời rồi. Khách sạn xanh có từ lâu đời. Lấy sang ảnh cho sáng tối. Không, bác yên tâm, cháu sẽ chỉnh được. Khách sạn sóng xanh, khách sạn xanh. Khu vực này là quảng trường Bình Minh. Đi bác ơi, đi tắm. Khu vực này là quảng trường Bình Minh. Bãi biển Cửa Lò buổi chiều rất đông khách. Đây. Mình đang đi lùi ra bãi biển. Khách sạn. Khách sạn Summer, khách sạn sóng xanh. Đây bãi biển. Đang bắt đầu đi ra bãi biển. Cửa Lò buổi chiều. Đông quá. Con gì đó gì? Mực này bao nhiêu tiền cân hả gì? Không. Bao nhiêu tiền cân hả gì? Đây, biển Cửa Lò. Xuống đi bác ơi. Mát đúng không? Chỗ này cho anh ấy này. Toàn con léo. Dạ? Chỗ này là sâu rồi chứ. Toàn những con sò. Đây, con đứt chân đấy. Bên cửa chảy cái này. Bắn lại đâu mà lâu vắng không người xóm khép kín nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá bên mình đang đi lại khu vực quảng trường Bình Minh. Quảng trường Bình Minh. Cái khu vực trung tâm này ấy, du khách xả rác rất là nhiều. Du khách xả rác rất nhiều. Lúc nãy mình vừa đạp phải cái mảnh chai, chẳng biết của ai. Đây là khu vực quảng trường Bình Minh. Dưới kia là có những cái mùng để dân, ngư dân đi biển. Mình sẽ thử ra một cái mùng coi. Lâu vắng không người sóng khép kín. Anh ơi, tàu này đi câu gì đấy anh? Tàu câu gì đấy? À, câu xá không anh? Câu có xá không? Không mang sao tiền? Có phải trả tiền không? Không, cơ bản là có bác ở đấy, bác đi xa được. Một đợt là anh câu được bao nhiêu mực? Bao nhiêu cân?
Thì không có thể dạ. Cho em... khoảng bao nhiêu anh? Khoảng bao nhiêu? Khoảng 1 cân gì đấy. Một lần á? Vâng, một lần. Chào anh nhá. Lâu vắng không người sống khép kín. Này là ngư dân người ta đi câu mực thả lưới. Chào mọi người, mình cất điện thoại để đi tắm đi tắm kìa.